Chào mừng quý vị đến với kênh. Kính thưa quý vị, hình ảnh Chúa Giêsu được cho là xuất hiện phía trên khu tưởng niệm cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở New York. Ngày 11 tháng 9 năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ tấn công tòa tháp đôi ở thành phố New York khiến 2,996 người thiệt mạng. Trong suốt ngày hôm đó, hàng triệu người đã nhớ đến bi kịch khủng khiếp cùng những hình ảnh và câu chuyện bi thảm của nó đã làm xúc động và tiếp tục làm xúc động thế giới năm 2016, New York tưởng niệm các cuộc tấn công với chủ đề tưởng nhớ bằng ánh sáng. Trong sự kiện này, nhiếp ảnh gia Marco Mac đã chụp được một bức ảnh đáng kinh ngạc. Anh ta đã chia sẻ lại bức ảnh vào ngày kỷ niệm năm nay. Bức ảnh đã lan tràn rất nhanh trên các mạng xã hội. Cóc viết, đừng bao giờ quên cái ngày tàn khốc ấy. Những người đã chết, những người đã phải chịu đựng và những người đang tiếp tục đau khổ. Tôi thật may mắn khi chụp được bức ảnh tuyệt vời này đã lan truyền nhanh chóng. Bức ảnh mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống của tôi. Tôi thích chia sẻ nó. Bài đăng ban đầu của Macomix có nội dung phóng to vào đỉnh của trùng tia. Bạn có thấy gì đó không? Tôi đã chụp bức hình này. Không có Photoshop, không có mánh lưới quảng cáo. Tôi đã chụp nhiều tấm nhưng chỉ có một tấm này cho thấy hình ảnh này. Một số người dùng các mạng xã hội cho biết họ tin rằng hình ảnh là Chúa Giêsu hoặc có tính chất siêu nhiên.